mày không đẹp đâu đẹp nữa. Xin chào các bác nhá. Hôm nay em khui toàn thùng xốp. Đầu 635 full thùng xốp. Và âm ly. Vẫn giấy tờ. Có đẹp. Có xuất sắc. Đầu băng cối 635 phun thùng xốp này. Đây là em số 1. Dĩ em cái thùng. Đây, đây, nó đứng đây. Từ từ đã, để trong đã, nó đứng được. Này văn kiện. Đây là âm ly săn xui này, 5000X này. Phun thùng xốp này. Đây đầu tách 6100 phun thùng xốp. Đây săn xui. Đây, cho con này đây. Hai miếng xốp nhỏ nhấc nhấc một đấy các bạn, nhấc cái này nó có hai mảnh đi rồi cứ tưởng nhiều muốn xốp em săn xui nha. 5000X nha. Đây tờ xốp sách đầy đủ nha. Dính kích nữa. Nhắc đây. Thôi để lại nguyên cái vỏ đấy. Được. Lấy cái nhân con âm đi không nữa. Đến con em tech này 6100 này phun thùng xốp này. Em này là phun thùng xốp nhá. Vẫn còn có cả điều khiển này. Vẫn còn điều khiển
4 zin. Các bác thích sưu tầm hàng đẹp thì vui lòng liên hệ với em nhé. Đợt tới đây em có rất nhiều âm ni phun thùng xốp và loa 99A cũng phun thùng xốp đang trên đường về. Âm ni này, đầu bằng cối này, 635 này, đây một con này. Đây là con 635 phun thùng xốp, xốp thứ hai nhá. Bên này bên kia nhá. Giấy tờ đồng hào. Xin chào các bác nhé. Hôm nay hàng về em khui giới thiệu với các bác. Hôm nay toàn hàng phun thùng xốp thôi. Các bác có nhu cầu sưu tầm hàng đẹp thì vui lòng liên hệ với em nhé. Theo số điện thoại là 0938 655 445. Xin chào các bác.